Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, hôm nay là mùng 5 Tết, hết Tết rồi đúng không các bạn? Ở Việt Nam là hôm nay thứ Bảy, ngày mai Chủ Nhật. Thì mình không biết là mọi năm là nghỉ bao nhiêu ngày, nhưng mà trúng vào cái ngày hôm nay là thứ Bảy, ngày mai Chủ Nhật. Thì đến thứ Hai, mới là ngày mùng 7 âm lịch và cũng là ngày mùng 7 dương lịch. Thì các cơ quan mới hoạt động bình thường, nghỉ rất là dài đúng không các bạn? Thì hôm nay cũng là hết Tết và gia đình là đi vắng, còn có mỗi mình ở nhà. Thì mình muốn làm một cái video để tâm sự chia sẻ cùng các bạn là tại sao có rất nhiều ý kiến chọn nói rằng tại sao lại cứ phải có Tết. Có Tết để làm gì? Và người ta thấy ngày hôm nay và ngày mai, ngày 30 và ngày mùng 1 nó cũng giống nhau. Nó không có cái gì khác cả. Mà tại sao lại gọi là năm mới? Tại sao lại gọi là Tết? Thì bây giờ mình cùng bàn luận và chia sẻ nhé. Trước khi vào bàn luận chia sẻ, mình mong các bạn yêu quý mình, thương mình, xem video của mình thì xem đến nơi đến chốn, nhất là những bạn mà mới làm, là các bạn chỉ có vào bình luận và đăng ký xong ra là không mang lại kết quả đâu các bạn nhé. Mình nhắc rất là nhiều, năm mới mình cũng không muốn là nói nó sâu xa quá, rồi theo cái duy tâm của các cụ nói là bị rông cả năm đấy các bạn, thì mình chỉ nhắc qua thế thôi. Và năm mới mình cũng xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, phát lộc, phát tài, vạn sự như ý. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi vào chia sẻ tại sao lại có Tết mà cái ngày của ngày 30 và ngày mùng 1 nó cũng giống nhau, nó không có cái gì khác cả. Tại sao lại gọi là năm mới? Thì các bạn cũng đã biết đấy, từ cái đời bao đời nay cũng không ai biết được từ bao giờ mà nó có cái năm mới và có cái Tết gọi là Tết cổ truyền, Tết Nguyên Đán. Thì và các bạn hiểu rằng một năm có 360 ngày và có 12 tháng, thì người ta tính là một năm như ở ngoài Bắc này là bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì cái mùa xuân là cái năm mới, của cái đầu mùa xuân là năm mới. Thì cứ bốn mùa, người ta quy định bốn mùa và 12 tháng là thành một năm. Và cứ như thế thì người ta tính nó thành một năm, và dựa vào cái đó thì tính được tuổi thọ của người và người bao nhiêu tuổi. Thì có rất nhiều những cái ý kiến cho rằng tại sao cứ phải Tết. Tết ăn uống no say, rồi là chúc tụng nhau, ăn mặc quần áo mới, nhất là các em các cháu rất là thích Tết, thích được lì xì, thích được cho tặng, thích được chơi, thích lắm. Mình thì mình nói là mình không thích Tết, nhưng các cháu bé nó bảo nó thích Tết lắm. Mình bảo bà không thích. Mỗi một cái Tết là cái chết nó xích lại gần, cho nên là không thích Tết. Nhưng mà nó bảo con thích. Thì chúng nó lớn lên, nó thích sinh nhật và thích cái Tết như nhau, để được cho tặng, được đi chơi, được lì xì. Và cái quan trọng nữa là sinh ra cái Tết để anh em họ hàng con cháu về tụ họp, ăn uống, ngồi chơi, hàn huyên, ôn nghèo kể khổ, và có rất nhiều cái kể chuyện lại những cái kỷ niệm ngày xưa các bạn. Còn ngày bình thường ấy thì ai việc người đấy, không có thời gian để mà đi thăm, đi hỏi, mà nó cũng không có, nó không có một cái tập tục nào để mà đi thăm đi hỏi, rồi ăn uống chúc tụng mời chào nhau. Ăn nghĩa là ăn no, ăn say. Các cụ có câu nói đấy, đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết.
dù có nghèo có túng đến đâu chăng nữa, nhưng mà cái ngày Tết cũng phải no lê, phải thừa thãi, phải đầy đủ. Thì các cụ nói là phải như thế, phải đầy đủ thì một năm, cả năm mới được đầy đủ, mới được sung túc. Nhất là thắp hương. Bây giờ thì nhiều khi phú quý sinh lễ nghĩa rất là nhiều, nó khác với ngày xưa. Bây giờ ấy, là còn thắp hương đu đủ này, thắp hương dưa hấu này để cho nó đỏ này, đu đủ là cho đầy đủ này, dưa hấu là để đỏ cả năm này. Đấy, nó có rất là nhiều ý nghĩa. Rồi chiếc bánh chưng xanh. Chiếc bánh chưng xanh thì nó cũng có ý nghĩa của chiếc bánh chưng xanh. Thì các bạn cũng đã biết rồi về cái câu chuyện kén rể. Vì sao lại có cái chiếc bánh chưng xanh? Đấy thì cái ngày Tết này nó rất là vui, rất là ý nghĩa. Nhiều người nói rằng chẳng thấy nó khác cái gì. Ngày hôm nay, ngày hôm qua vẫn thế thôi. Vẫn sáng dậy là sáng, trưa, chiều, tối. Nó không có cái gì là khác cả. Tại sao lại gọi là năm mới? Cũng như mình vừa mới nói đấy, năm mới là người ta quy định một năm có 12 tháng. Năm mới là 12 tháng và có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Thì cái mùa xuân là của cái đầu năm mới, cây cây cối đâm chồi nảy lộc, con người là nó tươi trẻ, nó đẹp. Thì và người ta tính như thế để biết được là tuổi của con người bao nhiêu tuổi, và cây cối trồng vụ lúa mùa, rồi người ta dựa vào đó người ta quy định được, người ta biết được là cái loại cây này trồng bao nhiêu tháng thì được ăn quả, bao nhiêu năm thì được ăn quả. Ngay cả con vật cũng thế, tất cả cái gì người ta cũng dựa vào ngày tháng. Và từ cái ngày tháng đó thì một năm có 12 tháng. Tháng 1, mùng 1 của tháng 1 là năm đầu tiên của năm, thì người ta gọi là năm mới. Và cái năm mới đấy, người ta sẽ có một cái ngày gọi là liên hoan, gia đình sum vầy, hội tụ, ăn mặc diện và đến với nhau. Thậm chí cả năm không gặp nhau, mà có gặp thì cũng chỉ chuyện tào phào qua qua đấy. Nhưng mà là cái ngày Tết, dù vừa mới gặp hôm qua nhưng mà hôm nay gặp nhau vẫn là tay bắt bắt mặt mừng, chúc tụng, làm như là lâu ngày không gặp ấy. Hàn huyên rồi ôn lại chị em anh em những lúc mà hàn vi, rất là ý nghĩa các bạn. Còn nếu những người mà không hiểu sâu xa về ý nghĩa về cái ngày Tết như thế nào thì cho là cha thấy có cái gì khác, chỉ tổ tốn kém. Nhiều khi ăn đói vất vả, nhưng mấy ngày Tết cũng phải ăn mặc đàng hoàng, chững chạc, rồi mâm cao cỗ đầy, ăn uống mời chào bạn bè khách khứa ra vào là tiếp đãi. Cũng giống như cuộc sống của các bạn, thỉnh thoảng các bạn muốn làm mới, làm đẹp, chẳng hạn như là thay đổi kiểu tóc cho nó đẹp này, hoặc là trong tình yêu các bạn, thỉnh thoảng các bạn phải hâm nóng tình yêu, phải làm để cho tình yêu nó mới mẻ, nó đẹp, nó hạnh phúc, nó ý nghĩa. Còn cứ như ngày nào cũng như ngày nào, sáng trưa chiều tối, ngày hôm nay rồi ngày mai, ngủ dậy lại làm việc, rồi ăn uống đi ngủ, nó như một cái guồng ấy, nó không có cái gì gọi là ý nghĩa, không có cái gì gọi là mới mẻ, văn minh cả. Rất nhiều cái người ta phải quy định như thế thì để biết được là cái năm mới. Mà cái năm mới nó cũng rất là ý nghĩa.
đầu xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc, cỏ cây xanh tươi, để cho các cái con vật, con trâu, con bò nó đi ăn cỏ, rồi con người nó cũng tươi, nó sáng lạn ra. Xuân hạ thu đông, cái mùa đông là cái tháng thứ, là cái quý thứ tư của năm. Cây cối ví dụ ở nước ngoài nó còn rụng hết cả lá, trông nó ảm đạm, tiết trời ảm đạm, nó không có một cái gì là khí thế cả. Cây cối thì rụng, người thì buồn, rồi tuyết thì rơi. Đấy, thế nó rất rất là ý nghĩa các bạn ạ. Thế có những người như ở bên Tây Âu cũng thế thôi. Có người Đức người ta nói rằng tôi chẳng thấy cái gì mới, vẫn như ngày hôm qua. Tại sao lại có Noel? Tại sao lại có Giáng sinh? Đấy là những ông ấy là ông không hiểu biết gì, đúng không các bạn? Không hề hiểu biết gì. Chứ còn cái ngày Noel và cái ngày Tết âm lịch, Tết cổ truyền, tại sao người ta gọi là cổ truyền? Từ thủa xưa, sửa xưa không ai biết được, đến nay thì người ta gọi là cái Tết cổ truyền không bao giờ bỏ được. Mình nghe nói là đã có, hình như Việt Nam ấy đã có lần là định bỏ cái Tết Nguyên Đán, nhưng làm sao bỏ được, mà cũng không nên bỏ. Cái Tết cổ truyền tại sao lại bỏ? Bỏ thì bây giờ dùng cái năm, cái Tết đấy vào cái ngày gì được? Hay là không có Tết? Hay là cứ làm quanh năm suốt tháng là cứ như thế thôi, không có một cái gì cả, cuộc sống nó vô nghĩa, đúng không các bạn? Ok, thì bây giờ mình cùng các bạn chia sẻ cái Tết năm mới, cùng nhau chia sẻ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, các bạn cho mình xin một like, đăng ký kênh, chia sẻ cho nhiều người được biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.